Xin được mến chào các thính giả. Tuần này thì phải nói là sản phẩm mới rất là nhiều. Chị Kim Thanh sướng nha, không ghen tị với em nữa nha. Tuần nào bây giờ là cũng toàn bài của chị là đình đám không đó. Đến tuần của em bài chán ơi chán luôn. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, được cái này mất kia. Minh muốn có hết tất cả sao Minh? Cuộc đời nó đâu có đơn giản như vậy Minh. Đồng ý không? Em có cái gì đâu mà chị bảo là có tất cả nè. Em chỉ có mỗi Châu Đăng Khoa thôi. Thế là có tất cả rồi. Hôm nay là Khoa từ phương xa gọi về cho em, nói là chị Tám nhắn cho em một cái tin mà em đọc xong em cảm thấy rất là nghiêm trọng ấy. Tại vì là thực sự là em không có tinh thần với lại chị Tám, nhưng mà là xui sao mà nó cứ dính ngay đúng cái lúc mà em bận là nó vô ca của chị Tám. Chị chuyển lời cho chị Tám là chị Tám đừng có buồn lòng em nha, em hứa là mai mốt em sẽ buồn. Ủa thật ra là mình không hề buồn luôn á. Bây giờ cái người nào mà mình quan tâm thân thuộc với mình, làm tổn thương mình, hay là một cái người có ý nghĩa gì với mình thì mình mới buồn chứ Minh. Còn một cái người mà ví dụ như mình cảm thấy nó quá xa cách, nó không còn liên hệ gì với mình, tại sao mình phải buồn vì những cái người như vậy? Chết, nghe tới chữ quá xa cách là đau. Ủa thật mà, ví dụ như bây giờ Minh làm gì Thanh là Thanh sẽ tổn thương lắm đó. Đó, bây giờ chị chỉ còn mình em thôi, áp lực đè nặng lên đôi vai, không thể nào làm gì được. Tổn thương là nặng nề luôn. Dạ, yeah, ok. Nhưng mà list tuần này thì Minh thấy là sao nếu mà nhận xét tổng quan đó? Ô, em rất là hào hứng luôn. Thành ra là mặc dù tuần của chị nhưng em hứa là em sẽ cống hiến hết mình cho thực đơn tuần này. Vì cái list này nó quá dài mọi người, chúng tôi không thể mất thời gian cho những câu chuyện lung tung khác, cho nên là chúng tôi sẽ bắt đầu ngay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ gương mặt trẻ Đào Kỳ Anh và Gusty cùng với Anh À Anh Ơi, một sáng tác của Nguyễn Trung Đức. Nguyễn Trung Đức nghe quen quen. Em quen là em quen với Vũ Trung Đức á, ngày xưa từng vào Làn Sóng Xanh một lần. Là bài của Nung. Hay là em biết luôn Nguyễn Trung Đức? Không, Vũ Trung Đức thì em biết rồi, nhưng mà còn Nguyễn Trung Đức thì em vẫn cảm thấy là mãi mãi quen quen, nhưng mà tạm thời bây giờ thì chưa nhớ ra. Còn Đào Kỳ Anh là ai? Đây là một gương mặt trẻ thôi, và kiểu như là bạn thì rất là hay tham gia vào các cuộc thi, các chương trình âm nhạc, ví dụ như là Tuyệt Đỉnh Song Ca hay là những cái chương trình kiểu như vậy đó, giống như là Huyền KD hay là Phượng Vũ gì đó. Tức là có một số phân khúc các bạn thì sẽ hạp hơn ở các chương trình truyền hình, chứ không phải là trên MV hay là các sân khấu ca nhạc. Và dù mình có sợ thì Đào Kỳ Anh sinh năm 97 đó. Wow, cùng tuổi với lại Jack, Eric, Hiền Hồ, Quân AB. Đang sinh năm mấy mình? Hình như 88, 89 gì đó. Sao tự nhiên cái hỏi đen trời? Một miệng hỏi thôi. Ok. Đào Kỳ Anh có một ngoại hình khá là dễ thương, nhưng mà đúng thật là bạn là một cái tên tuổi còn quá là mới mẻ. Và khi mà có bài hát này thì Diệu Minh mới tìm hiểu thêm một chút xíu, thì mình thấy là như chị Thanh nói thì bạn cũng có ngoại hình, cũng có tố chất, cũng có giọng hát, nhưng mà mọi thứ nó đều còn rất là ban sơ. Và cái MV lần này cũng vậy, thấy thì có vẻ cũng dễ thương, nhưng mà trong vòng 7 ngày mà cái số liệu như là ở trên YouTube như thế này thì nó chưa đủ để bạn có thể có được một cái dấu ấn. Đặc biệt là trong khi mà thị trường bây giờ giai đoạn này là mỗi ngày là một bài hát mới rồi, thì không biết là do bạn chưa có đầu quân về một công ty nào, hay là bạn chưa có được điều kiện đầu tư tốt hay sao ta? Đầu quân công ty thì không có rồi đó. Còn về điều kiện cá nhân thì mình không rành lắm luôn. Nhưng mà tóm lại thì Kim Thanh chỉ thấy là cái năm sinh khi mà Diệu Minh nói ra thì Kim Thanh mới biết là bạn vô đó tuổi, nhưng mà nhìn trên cái MV thì thấy là trẻ hơn nhiều. Về cái ngoại hình cũng như là cái chất nhạc của bài hát này á, nó tạo cho cái cảm giác dễ chịu khi mình nghe. Tuy nhiên á, là nếu mà mình chỉ nghe bài hát này thôi nha, thì mình thấy nó vậy. Nhưng mà ví dụ như là mình so ra ở trên thị trường, như là Diệu Minh cũng vừa đề cập đó, là một ngày biết bao nhiêu là ca khúc, bao nhiêu là ca sĩ, bao nhiêu sự đầu tư vào một cái list nhạc của khán thính giả. Bây giờ họ có nhiều sự lựa chọn thì cái bài này rất là dễ bị trôi ở trong cái số đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Pháo Hoa của Dreamer, bao gồm Thí Phương Anh, Rinnai và Mina. Trong cái MV này chị xem xong á, chị không biết thật sự là bạn Mina là bạn nào luôn á. Tức là bạn có đóng cái MV này hay không, hay là bạn chỉ hát không. Tại vì hai bạn nữ cứ hát chung với nhau, mà mình không hiểu là do Phí Phương Anh hát chính rồi Phí Phương Anh bè cho mình, hay là bạn Mina này bè, quá là khó phân biệt. Hay là Mina này là một nhân cách khác của Phí Phương Anh, giống như là Thái Ngân á, thì đi hát là Thái Ngân, nhưng mà tới chừng mà đọc rap thì có tên gì quên mất tiêu rồi, cũng có một tên đó.
kiểu vậy đó, thì mình không biết là phải như thế hay không. Sau khi coi video performance của bài hát này thì Diệu Minh và chị Kim Thanh đã xác định Mina là bạn tóc vàng ngồi đàn guitar. Chị cũng đoán là bạn đó, nhưng mà chị không có xem cái bản performance, mà chị xem cái bản MV á, thì mình đoán bạn Mina là bạn đó. Nhưng mà tạm gọi là mình thiếu chứng cứ. Và mình cũng không. Với lại là cái MV chính này nó tới 4-5 người lận, nên mình cũng dễ bị loạn thiệt. Nhưng mà cái bản kia thì cuối cùng là bạn có hát hay không, hay là bạn chỉ đàn như vậy? Hình như là bạn chỉ đàn thôi. Và Rinnai là một nhạc sĩ mà gọi là đã giấu mặt rất nhiều năm nay rồi đó. Em cứ nghĩ rằng là sớm muộn thì Rinnai cũng sẽ lộ cho mọi người biết Rinnai là ai. Và thậm chí là hồi đầu á, khi mà Rinnai giấu mặt, mọi người còn đồn đoán đó là Vương Anh Tú, kiểu giống như là một nhạc sĩ đã thành danh rồi nhưng mà bây giờ thích ở trong một cái vị trí vai trò khác đi vậy đó, nên là giấu mặt. Chứ còn nếu như mà một người mà mới mẻ chẳng hạn thì người ta sẽ không làm như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì Rinnai vẫn là một ẩn số đó. Kiểu mà mình giấu xong rồi mình không quan tâm mọi người như thế nào á, thì không sao. Chứ thiệt ra đối với khán giả thì đôi khi họ cũng không có để ý là nhạc sĩ đó là ai đâu. Thì nói chung là khi mà mình là người làm nghề, và đặc biệt nếu mà có làm sản xuất, thì mình sẽ rất là quan tâm đến những nhân tố như thế này. Còn khán giả thì chỉ cần bài hát hay là được. Nhưng mà với bài hát này thì chị thấy như thế nào so với một số những cái sản phẩm trước đây của phía Phương Anh? Đặc biệt ví dụ như là Răng Khôn là được xem là một trong những bài thành công nhất. Chị thấy càng ngày Phí Phương Anh càng hòa lẫn với mọi người hơn, theo cái hướng là lúc đầu là gây sốc để cho người ta biết đến mình cái đã, rồi sau đó mình sẽ làm âm nhạc nghiêm túc. Thì bây giờ Phí Phương Anh đang bắt đầu chập chững theo cái hành trình đó, cũng giống như Chipu lúc đầu thì tạo những cái sản phẩm rất là nhiều cái dư luận trái chiều, nhưng mà sau khi mà được mọi người chú ý rồi thì Chipu lại đầu tư âm nhạc theo một cái kiểu đàng hoàng hơn đó. Thì bạn này cũng thế, nhưng mà riêng cái bài này thì nó là âm nhạc khoảng năm 2000 á nhở. Những cái bài nhạc này nó rất là quen luôn á. Âm nhạc này á thì em vẫn đánh giá nó rất là dễ chịu và dễ đi vào lòng người. Và như chị Thanh nói thì bây giờ Phí Phương Anh bắt đầu gọi là quay lại với lại con đường mainstream của các ca sĩ thực thụ, với việc đầu tư vào sản phẩm nhiều hơn là những cái chiêu trò rồi. Đó là một cái điều mà mình cũng ghi nhận ở bạn. Tuy nhiên bây giờ á thì cái câu chuyện mà Phí Phương Anh cần phải chứng tỏ với mọi người đó chính là năng lực. Ví dụ như là Pháo Hoa là một cái bài mà mình nhìn là mình hiểu, cho mùa hè của tuổi trẻ, cho những cái gì đó nó có tính hoài niệm, mà kiểu giống như ngày xưa thì mình sẽ có mong ước kỷ niệm xưa, hoặc là mới gần đây nhất thì mình sẽ có hẹn với thanh xuân chẳng hạn, ví dụ như vậy. Những cái bài hát này á nó không khó, nhưng nhìn vậy thôi chứ nó không phải là dễ nuốt. Tức là để có thể tạo được một cái cảm giác thanh xuân cho mọi người thì cái phần thực lực của mình nó cũng đòi hỏi ít nhiều. Ở đây thì em nghĩ là Phí Phương Anh đạt được ở một cái mức độ vừa phải. Về mặt MV thì dễ thương, màu sắc này nọ mọi thứ đều rất là hợp thời. Nhưng mà còn về mặt biểu cảm, về mặt cảm xúc ở trong cái bài nhạc thì mình nghĩ rằng là nếu như Phí Phương Anh có thể có một cái độ sâu hơn nữa thì cái bài hát này nó còn sẽ tạo cái cảm xúc của người nghe nhiều hơn nữa. Chị thì thấy cái bài này nó hơi na ná một số bài nhạc phim mà của Đài Loan á, của tầm 2000 mấy đó, nó giống như vậy khá nhiều. Cho nên là cái cảm giác nó mang đến cho mình là sự thân quen. Nhưng mà thân quen đồng nghĩa với việc là mình lại thấy là cái bài này mình nghe rồi chứ không phải là cái bài mới. Nó bị bất lợi đối với những cái người mà thuộc lứa tuổi của Kim Thanh. Nhưng mà với các bạn trẻ thì Kim Thanh nghĩ là các bạn sẽ thấy dễ chịu hơn chăng. Tại vì mình sẽ thấy đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với những cái ca khúc như thế. Nhưng mà rõ ràng là về năng lực thì rất là mong Phí Phương Anh trau dồi hơn nữa. Tại vì cái bài này nó không có khó hát, nhưng mà để như thế nào mà mình cảm nhận ra được một cái độ trong trẻo cũng như là cái sự dễ thương của ca khúc, chứ không phải là bị lạm dụng những cái kỹ thuật về phòng thu á, của các phần mềm á, thì tiết chế được cái phần đó thì nó sẽ đẩy mạnh cái bài hát nhiều hơn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với bản song ca Đâu Còn Gì Trong Nhau. Đây được xem là sản phẩm mở màn cho dự án bản ghi mới của Trương Thảo Nhi. Và đây là một cái sự kết hợp rất là quen thuộc giữa Trương Thảo Nhi cùng với lại Tăng Phúc, một sáng tác của Huỳnh Quốc Huy.
chị có nói với Huy là thôi em cho tụi nhỏ hát bài của người khác đi, tại sao em cứ bắt hát bài của em hoài vậy, em muốn tiết kiệm tiền hay là vì lý do gì, em cứ nói rõ ra đi. Quá trời à. Thì Huy mới nói là thật ra là của nhà trồng được thì nó vẫn đỡ tiền hơn, nhưng mà sắp tới đây thì sẽ có bài của những người khác nữa, thì thôi chị cứ chờ đi. Nghe nói là sau cái bài này thì những cái bài sau sẽ là bài của những nhạc sĩ khác viết cho Trương Thảo Nhi. Có điều là chị cũng từng nói chuyện với Huy cách đây khá lâu về cái việc là Nhi là một bạn có khả năng sáng tác cũng rất là tốt. Đúng. Trời, Á Quân của Sing My Song mà đâu có đùa. Thành ra là không hiểu sao mà trong cái đợt này, cái bản ghi mới này, 5 ca khúc này thì hình như là sẽ không có bài nào mà do Nhi viết hết. Em nghĩ là do phong cách âm nhạc của Nhi nó sẽ không phù hợp với lại dự định phong cách âm nhạc của cái series lần này. Vì mình thấy là bản thân việc bây giờ mà Nhi hát những ca khúc nhạc hoa lời Việt hay là những bản ballad, nó đã quá khác với lại một Trương Thảo Nhi uống trà hay là Trương Thảo Nhi 4 chữ lắm ngày xưa rồi. Em cũng đã có một cái cuộc phỏng vấn với Trương Thảo Nhi, thì Nhi có nói là bây giờ em thực sự là có những cái em cảm thấy rất là bất ngờ về bản thân mình, là em không nghĩ là mình có thể hát được ballad như vậy. Thì em nghĩ là bản thân cái chuyện mà có thể hát được ballad như thế này đã là một cái sự bất ngờ với Nhi rồi. Thì còn gọi là nếu mà thay đổi về phong cách sáng tác theo cái kiểu này nữa thì chắc lại còn khó hơn nữa. Nên có thể là những thứ của riêng Nhi á, sẽ để dành cho đến lúc nào mà Nhi có được những cái vị trí vững chắc cái đã. Huy sáng tác thì cũng có nhiều bài hit rồi ha, cho Phúc rồi kể cả cho các ca sĩ khác như Nu chẳng hạn. Nhưng mà tại vì có thể là mình biết Huy nhiều quá, quen Huy nhiều quá, rồi nghe Huy sáng tác nhiều quá, cho nên là mình cũng cảm thấy là những cái bài này giống như là một người sáng tác thì kiểu gì nó cũng là cứ quen thuộc theo cái kiểu đó đó. Thành ra với riêng sản phẩm mở màn này á, Kim Thanh lại không có ấn tượng gì nhiều. Nó vẫn là một cái bản song ca với phong cách như vậy, với hai giọng hát thực lực dễ thương của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi thôi. Nhưng nếu mà xét ở cái khía cạnh là đi một cái đêm nhạc để nghe các bạn hát, thì hai bạn mà cùng song ca bài này thì có thể là cảm xúc của chị sẽ tốt hơn. Dạ, Nhi cũng thuộc trường phái mà em nghĩ là biểu diễn ở trên sân khấu sẽ hấp dẫn hơn là mình nghe audio qua phòng thu. Đây là một cái sự kết hợp thật sự mà nói là nó khá quen thuộc rồi. Và sau chỉ là không cùng nhau thì Trương Thảo Nhi và Tăng Phúc còn song ca với nhau nhiều bài nữa. Cũng có thể sẽ có những người cảm thấy là nó không có gì mới mẻ, nhưng cũng sẽ có những người cảm thấy là bởi vì đã yêu thích cặp đôi này qua những bản song ca trước kia, thành ra là bây giờ cứ song ca tiếp thì vẫn ok. Và cái việc là yếu tố nào có lợi hơn, thật sự mà nói thì em nghĩ người trong cuộc cũng khó mà biết được rằng là mình nên như thế nào. Thành ra cái dự án này hình như đâu đó khoảng 5-6 bài á, thì nó sẽ là 5-6 phép thử, mà chỉ cần một trong số những bài này thành công thôi là đủ rồi. Còn một cái option khác sau hai cái khía cạnh là Minh nói, đó là cái việc là hai bạn cùng một công ty, cho nên là của nhà trồng được nó rất là tiện nè, về thời gian, về công sức nè, về tiền bạc nè. Một cái khía cạnh nữa là cũng có thể là với cái tên tuổi của Nhi, phía ekip cũng sợ là mình mời một người nào đó mà chịu song ca cùng với Nhi thì nó cũng hơi khó, chưa kể không biết là cái chi phí nó ra sao. Không, thật ra thì cái yếu tố của nhà trồng được nó chỉ là một phần thôi. Nhà vẫn có thể trồng những thứ ý em là có nên kết hợp song ca cùng với nhau hay không. Hoặc là ví dụ bây giờ em nói là mời Nhi, nhưng mà em nghĩ là vẫn có những bạn rất là sẵn sàng. Hoặc là nếu như mà cái dự án nó đủ hấp dẫn thì đâu có gì đâu khó. Thành ra em chỉ nghĩ nó là chuyện nhỏ thôi. Cái chính vẫn là bởi vì thấy Nhi và Tăng Phúc đã kết hợp với nhau rất là thành công, nên không có tội gì mà mình không khai thác tiếp. Chị nghĩ nhiều khi nó là các yếu tố đó cộng lại đó. Chúng ta cùng nhau đến với ca khúc tiếp theo của tuần này là Không Cần Phải Nói Nhiều của Tờ Linh và Hoàng Tôn. Đây là ca khúc mà Tờ Linh cũng đã biểu diễn live trước đó rồi, thì bây giờ mới ra MV. Là một cái sản phẩm mà khi mà bạn đầu quân cho một cái đơn vị mới là Em Music. À, em có tham gia cái sự kiện đó, nhưng mà lúc đó là Tờ Linh solo ha, không có phần của Hoàng Tôn ha, đúng không? Đúng rồi. Vậy là bài này tóm lại là đến từ Hoàng Tôn hay đến từ Tờ Linh nhờ? Đến từ Tờ Linh. Wow, xong rồi Tờ Linh mời Hoàng Tôn. Hình như là thế. Wow. Nói chung là Tờ Linh được xem là một trong những đại diện của âm nhạc Gen Z. Nếu như mà mình có Mỹ Anh
là một cái kiểu khác, Brent Evans là một kiểu khác, Hoàng Duyên là một kiểu khác, thì Tờ Linh là một kiểu khác. Cái phần mà bạn Tờ Linh này thể hiện á, Gen Z này nó hơi, người ta gọi sao là tuổi trẻ, hơi ngông một chút xíu, hơi bốc đồng một chút xíu. Và cái lời nhạc này nọ thì nó hơi underground chút xíu, tức là nó hơi khó tiệm cận với số đông. Và đặc biệt trong cái ca khúc lần này thì Tờ Linh lại thể hiện cái sự sexy của mình, sự quyến rũ của mình. Và MV cũng thể hiện cái phần đó có sự bạo dạn khá là nhiều. Có thể là các bạn trẻ sẽ thích, nhưng mà với số đông thì người ta xem cái MV rồi người ta đọc cái lyrics của bài này, có thể là một số người cũng không thích lắm như vậy đâu. Mình nên nghĩ lại nhé. Tức là theo em thì các bạn bây giờ không có làm nhạc cho số đông. Thật ra là các bạn chỉ làm cho bản thân mình và làm cho những người cùng chung cái gu âm nhạc với mình. Chị nhìn đi, các bạn trẻ bây giờ không có làm cho số đông đâu. Rất là khó nếu như kêu là một bộ phim của các bạn lứa tuổi 20 mà 40-50 cũng coi được. Và em thì em không nhìn nhận cái sản phẩm này dựa trên số đông. Mình chỉ nhìn nhận nó ở cái phạm vi hoạt động âm nhạc của các bạn thôi. Thì em nghĩ là thật ra thì mình chắc là cũng hơi quá tuổi để có thể nhận xét hiểu hết về âm nhạc của các bạn. Ví dụ như là Mỹ Anh thì mình sẽ dễ cảm hơn, Hoàng Duyên thì quá đơn giản rồi, đúng không? Hoặc là Brent Evans thì ok, kiểu gì thì kiểu mình vẫn sẽ thấy là Gặp May hay là Thích Em Hơi Nhiều nó bắt tai. Nhưng mà còn với Tờ Linh á thì mình nghĩ rằng là đúng đó, là nó đi theo cái hướng tôn vinh cái phong cách cá nhân nhiều hơn. Riêng ở trong cái sự kết hợp lần này thì em rất là thích Hoàng Tôn, và em nghĩ Hoàng Tôn là một yếu tố để kéo mình gần lại với lại bài hát này. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với Phải Chi Lúc Trước Anh Sai của Mr. Siro do Isaac thể hiện. Nếu không nhờ có Facebook của ekip Isaac hay là Isaac thì mình cũng không biết có dự án này đâu. Chị cũng tìm thôi. Thì sau khi tìm mình biết là Hát Cho Em đây là cái mùa thứ 3 rồi, và Hát Cho Em là series cover. Thì mấy lần trước là Isaac cover lại mấy cái bài của mình, rồi một số bài của người khác, thì lần này chọn riêng của Mr. Siro. Bởi vì thấy là nhạc của Mr. Siro là trước giờ chưa có nhiều bạn cover, và Isaac chọn những cái bài mà cảm giác là nó phù hợp với giọng hát của mình nhất để cover. Nếu mà nói về series này nha, lần đầu tiên em có rất là nhiều thứ để nói. Cái đầu tiên em nói là Phải Chi Lúc Trước Anh Sai, sau khi Isaac ra bài thì nó đang nằm trong playlist của em. Yeah. Đầu tiên là bởi vì em rất thích bài này, em thích từ hồi Siro hát rồi. Và mới đây tự nhiên bỗng nhiên mình đang nhớ lại, tại vì mình đang có một cái dự án cover và mình đang nhớ lại cái bài này, thì bỗng nhiên thấy Isaac hát cái bài này. Thành ra là vốn thì mình đã rất thích bài này rồi, là một điểm cộng. Điểm cộng thứ hai là ra thì Isaac, mọi người cũng biết là có một số cái sự ngần ngại khi mà Isaac cover bài hát của người khác, bởi vì cái yếu tố quan trọng nhất trong việc cover đó là phải làm sao biến cái bài của người ta thành cái của mình, đặc biệt là trong cái phần xử lý để cho nó khác biệt đi. Thì khi mà thấy Isaac công bố dự án này á, mình vừa mừng, mình vừa lo cho Isaac. Mừng á là rốt cuộc là Isaac cũng tham gia vào đường đua này rồi nè. Và mình cũng lo là không biết là Isaac sẽ xử lý những bài hát đậm màu của Siro như thế nào. Những cái bài tiếp theo chưa biết, nhưng mà riêng với Phải Chi Lúc Trước Anh Sai á, thì em nghĩ là Isaac đã rất là nỗ lực và đã làm được ít nhiều một cái phiên bản của riêng mình. Mình sẽ thấy là Isaac ở trong cái bài hát này á, cái cách xử lý rất khác so với những bản ballad trước mà Isaac từng hát, đặc biệt là ở một số những cái đoạn lên cao á. Những cái bài của riêng Isaac á, thì bạn sẽ có thể rất là mạnh mẽ, nhưng mà những cái bài này á, thì Isaac buông khá là nhẹ nhàng và nó làm cho mình có cảm giác nghe nó rất là chill. Và em đặc biệt rất là thích phần intro của bài hát này. Cái sound của cái phần intro á, nghe như một phát là mình cảm thấy bắt tai liền. Tóm lại là rất thích bài hát này và muốn dành một lời động viên đến Isaac là hãy mạnh dạn làm mới mình. Isaac á, trong cái sản phẩm lần này á, chịu khó không phải là làm ở studio nữa,
mà chịu khó chạy lên Đà Lạt rồi quay live band mà nhảy vô trong rừng live quay thì mọi người biết cũng cực rồi. Và không chỉ đứng một chỗ còn chịu khó bay bay chạy chạy đi tới đi lui, xoái ca rồi khoe áo khoác rồi rất là đẹp, tại vì tướng đẹp mà cho nên là nhìn rất là đẹp. Thành ra là nếu mà tính ra ở một cái series cover mà về cả phần nhìn lẫn phần nghe nó như vậy thì đã tốt rồi. Thôi chúc mừng cho Isaac, yên tâm mà đi đóng phim nha. Bài hát tiếp theo cũng có nhiều chuyện để nói lắm nè. Đi trong mùa hè với Đen và Trần Tiến. Nhiều người cho rằng sản phẩm của Đen ngày càng thương mại hơn. Rõ ràng không phải là ngày càng, mà liên tục những bài hát mà gần đây nhất Đi Về Nhà, Mang Tiền Về Cho Mẹ và bây giờ Đi Trong Mùa Hè đều là các sản phẩm quảng cáo hết. Nhưng mà ngày càng, tức là cái mức độ càng ngày nó càng nhiều đó Minh. Và trong cái sản phẩm mà này nó bị lộ nhiều quá. Ừ đúng, có nghĩa là bài Đi Về Nhà thì người ta chỉ thấy nguyên một cái dàn xe chạy thôi, thậm chí là không thấy brand ha. Rồi ví dụ như là đến Mang Tiền Về Cho Mẹ thì cũng không thấy bao nhiêu. Nhưng mà còn cái này thì chắc là nhãn hàng thừa thắng xông lên hay là sao đó. Mà đúng là khi mà nó hơi quá như thế này thì nó cũng làm mình hơi lợn cợn. Có lẽ là vì quá như thế này cho nên là mới có tiền để Đen thực hiện một cái MV quá khủng luôn. Rõ ràng em nhìn nội mà riêng chi phí sản xuất chưa nghĩ cho Đen, em nghĩ chắc phải gấp mấy lần mấy cái kia, bởi vì đại cảnh rất nhiều và người đông và toàn là phải làm việc ở những cái địa điểm công cộng lớn không mà. Nội riêng cái phần sắp xếp logistics cho những cái phân cảnh đó thôi là mệt mỏi rồi đó. Và làm với rất nhiều tên tuổi ở nhiều lĩnh vực rất là khó khăn. Nói chung là lịch trình nè, rồi xét bối cảnh nè, đại cảnh nè, bao nhiêu team ở trong đó để có thể là lo được những cái đại cảnh như thế. Và còn về phần âm nhạc thì Đen cũng là làm việc với một producer ở nước ngoài là chuyên sản xuất nhạc hip hop cho các ca sĩ tên tuổi quốc tế nữa. Nói chung lần này là chi rất là đậm luôn đó. Thành ra Đen lúc đầu là mình cảm giác là bạn giống như là có một cái kiểu riêng nó rất là lạ lắm. Và chính cái chất lạ của Đen á là nhiều người yêu thích nó. Nhưng mà cái lạ đó thiệt ra là nó vẫn còn chứ nó không phải là mất đi nha. Nhưng mà càng ngày mình càng thấy là cái sự lạ đó nó chuyên nghiệp hơn và nó thương mại nhiều hơn. Thì mình không biết đây là cái guồng mà các nghệ sĩ sau khi đạt ở một cái trình độ nào đó thì nó sẽ từ từ là như vậy hay là như thế nào. Không, em nghĩ đơn thuần chỉ là job nào tới thì làm job đó thôi. Tức là kiểu giống như là các cái sản phẩm trước quá thành công thì bây giờ nhãn hàng đặt hàng tiếp một cái bài hát dành cho một cái sự kiện quan trọng lần này, thì mình vừa có tiền vừa có bài ra mắt đúng thời điểm thì mình tham gia thôi. Còn mai mốt thì mình vẫn sẽ làm các cái sản phẩm riêng của mình. Không thể nào mà vì nổi tiếng thì mai mốt sẽ chỉ làm nhạc quảng cáo mà không làm nhạc bình thường được. Em nghĩ không có chuyện đó đâu. Nhưng mà bài hát này cũng gây tranh cãi. Đúng, bài hát này gây tranh cãi ở cái phần rap của Đen. Nó có hai phần tranh cãi. Một là bảo rằng là anh này gia trưởng thì em không đồng ý. Bởi vì ngay từ đầu mình phải hiểu rằng đó là cái câu đùa của Đen rồi. Đại khái là em nắm chùm ở tất cả mọi chuyện, chỉ có khi nào mà đến đá banh thì em để đó cho anh thôi. Chứ nếu như mà cái này kiểu mà nói là đàn ông gia trưởng độc đoán gì đó thì em nghĩ là cái đó là không có hiểu hết cái ý của Đen. Còn có một cái thì mình phải cân nhắc một chút. Đó là về cái câu đối thủ chỉ mong chúng ta chấn thương. Thì đúng là nó hơi thiếu tinh thần fair play một chút. Nó quay trở ngược lại với lại cái bài Let's Shine. Trong cái phần rap của Đen cũng bị một cái câu kiểu giống như là mình thì là nước chủ nhà, nhưng mà mình lại viết một cái câu mà kiểu giống như là Việt Nam chiến thắng vậy đó. Thì nó cũng hơi bị sai cái vị trí. Tức là bài đó nếu mà dành cho Việt Nam thì không bàn, còn nếu mà là bài chủ đề của SEA Games thì nó hơi bị nghiêng về Việt Nam một chút. Nó hơi thiếu tinh thần fair play. Thì cái này thì đúng là cũng phải cân nhắc. Kim Thanh nghĩ là về cái tinh thần đại đoàn kết đó. Tức là khi mà người ta càng văn minh đó, người ta muốn mà tham gia một cái cuộc thi đấu nào đó là người ta thắng đối thủ, là thắng bằng thực lực và tôn trọng đối thủ của nhau để chiến thắng một cách vẻ vang, chứ không phải là tôi thắng đối thủ vì đối thủ bị chấn thương. Series 25-21 Minh thấy rồi đó. Là bạn bè với nhau bên ngoài lo lắng cho nhau, nhưng mà tới chừng chơi là phải chơi hết mình. Đúng đó. Chứ mà còn nói là người khác chấn thương để tôi thắng thì nó hơi phi thể thao một chút xíu.
chị nghĩ là nhiều người không thích là vì cái yếu tố đó hơn là cái chuyện fair play hay là không fair play. Đúng rồi, đúng rồi. Đặc biệt là năm nay mọi người hơi để ý nhiều là bởi vì khi mà chúng ta là nước chủ nhà thì chúng ta cần phải cân nhắc và để ý tinh tế nhiều hơn trong cái khâu mà tạm gọi là đối nhân xử thế, mặc dù đây là không phải là bài hát chính thức gì cả, nhưng mà mọi người vẫn sẽ soi xét rất là nhiều. Và từ Last Side cho tới bài này thì Kim Thanh nghĩ rằng là Đen cũng phải để ý một chút xíu, tại vì bây giờ sẽ có những người sẽ soi mình rất là kỹ đó. Yeah. Nhưng ngày xưa là mình viết cái kiểu như là nó ở một cái tạm gọi là sao hơi độc lập underground và cái phân khúc của mình thôi á, thì nó là sao cũng được. Nhưng mà bây giờ cái tên của mình nó không phải là nhạc underground nữa, mình là popular rồi. Và khi là trở thành một cái icon của tất cả mọi người thì ai cũng sẽ nhìn vào soi xét. Có thể là trong suy nghĩ Đen nó không có chuyện đó, nhưng khi mà đặt ra lời nhạc như thế rồi thì anh đâu có thể tối ngày anh đi xin lỗi, anh đi giải thích được. Giống như là đạo diễn làm một bộ phim ra, người ta hiểu sai ý đạo diễn đi, người ta chê thì đạo diễn cũng phải chịu chứ làm sao mà đi giải thích được, tại tất cả những điều anh gửi gắm là nó nằm trong bộ phim. Khi mà mọi người á bắt đầu đòi hỏi ở nghệ sĩ nhiều hơn á thì mình thấy đầu tiên là có một cái niềm vui, và sau đó thì mình cũng có một cái sự lo lắng giùm cho người nghệ sĩ. Tức là bây giờ không phải kiểu là tôi có thể dẫn dắt mọi người, mà mình cũng phải thứ nhất là quan tâm đến các cái vấn đề xã hội, thứ hai là mình cũng phải có một cái tư duy và nhận định đúng đắn để không đưa ra những cái quan điểm nó gây nên những cái phản ứng xã hội, đúng không ạ? Đó là ở góc độ nghệ sĩ, còn bù lại là ở góc độ khán giả thì mình thấy rằng là như vậy á, cái tiếng nói của khán giả cũng mang một cái sức nặng rất lớn và người nghệ sĩ sẽ không thể nào tùy tiện nữa. Không có những cái sản phẩm mà mình thấy rõ ràng là nó có những cái vấn đề như thế này, như thế này, như thế này, nhưng mà bởi vì nó đến từ những tên tuổi hot và các cái vấn đề đó sẽ được bỏ qua. Mình cảm thấy là cái câu chuyện đó bây giờ nó sẽ có hai cái yếu tố như vậy. Cũng chịu thôi, thuyền to thì sóng lớn mà mình. Và chúng ta sẽ khép lại tuần này với ca khúc Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của Bùi Công Nam với sự thể hiện của Trúc Nhân. Thật ra là Trúc Nhân cũng có hát live bài hát này ở một số nơi rồi đó. Không phải là một số nơi mà là rất nhiều nơi. Còn hát giọng ải giọng ai, rồi còn hát từ lưa tà la hết, giống cờ cá ngựa nữa. Và hát mấy năm luôn rồi chứ cũng không phải là mới đây nữa. Hôm vừa rồi thì Trúc Nhân có làm một cái họp báo mà mọi người đùa là không biết làm sao mà bao nhiêu gương mặt đình đám của showbiz tập trung vô hết một cái họp báo như vậy. Bản thân mình thì cũng không lạ gì những mối quan hệ của Trúc Nhân, nhưng mà mình cũng ngạc nhiên là sao mà có thể đông vui đến như thế. Lâu lắm rồi thì mình mới thấy có một cái họp báo mà quá trời nghệ sĩ như vậy luôn. Thôi mình nói chuyên môn đi Minh. Trúc Nhân luôn luôn cho mọi người thấy là mình cực kỳ thông minh, có một cái sự sáng tạo vô biên. Và với những cái sản phẩm của Trúc Nhân thì bao giờ mình cũng rất là hào hứng chờ đợi, bởi vì mình biết là sẽ có một cái gì đó hay ho để xem. Và Có Không Giữ Mất Đừng Tìm vẫn giữ được cái phong độ đó của Trúc Nhân. Thế là nha, bây giờ mình bỏ qua cái phần mà đạo diễn rất là xuất sắc của Đinh Hà Uyên Thư, thì mình nghĩ là Trúc Nhân cũng đóng góp rất là lớn trong cái kịch bản MV lần này, cũng giống như là Thật Bất Ngờ hay là Sáng Mắt Chưa vậy đó. Nói chung là Nhân đã làm một cái gì rồi á thì cũng rất là tới nơi tới chốn. Tuy nhiên bài hát này nó vẫn chịu một cái thiệt thòi, đó là vì Có Không Giữ Mất Đừng Tìm đã được hát nhiều nên nó không phải là một bài hát mới, nên ngoài cái yếu tố xuất sắc về mặt MV á thì cái phần bài hát kiểu gì thì kiểu mọi người cũng sẽ cảm thấy quen, và cái phần làm mới ở trong âm nhạc, trong cái phần audio của bài này á thì nó sẽ không có quá khác biệt, nó không có thể nào mà nó wow như là cái MV được. Trúc Nhân cũng có chia sẻ ở trong họp báo á, là Nhân có tới mấy bài mà hát rồi mới ra MV, kể cả như Thật Bất Ngờ chẳng hạn, nhưng mà cái khoảng thời gian nó gần thôi. Còn cái MV này á, của Trúc Nhân theo như em tự đoán nha, tức là cái lúc mà hát với Cờ Cá Ngựa thì Nhân cũng tính đâu chắc là mấy tháng sau hoặc là cùng lắm là một năm sau là ra, nhưng không ngờ là thứ nhất là quá trình thực hiện, thứ hai là dịch bệnh này nọ kia, thành ra là nó bị kéo ra cả tới 2-3 năm như vậy, nên là cái độ áp phê nó sẽ hơi khác so với lại những cái bài trước đây. MV thì nó xuất sắc không phải bàn rồi, và đặc biệt là chị thích cái phần diễn của Miu Lê quá. Trời ơi, thiệt luôn á, nó cưng.
mà nó cưng. Ngay cái cảnh đầu của MV mà cái giọng hét đó thì đúng là chỉ có Miu Lê, chứ không có ai mà hét ra được cái thần thái đó, một cái style đó. Mà cái tướng chạy á, cũng không có ai ra cái tướng đó. Mà cái tướng mà rớt xuống hồ bơi á, trời, em nói thiệt á, không có cô gái nào có thể diễn ra cái kiểu đó của Miu. Bởi vì á, Miu là con gái nhưng mà Miu lại có cái kiểu rất là manly. Đúng không? Chứ vậy nhìn đi, không có đứa nữ nào mà có thể diễn ra cái kiểu đó hết trơn á. Chị nghĩ là Trúc Nhân quá may mắn khi mời được Miu đóng. Đồng ý luôn á, mà lại còn miễn phí. Thật sự luôn, trời, Miu là ngôi sao tỏa sáng nhất cái MV này. Linh hồn của MV luôn đó. Vậy mà Ngọc Trai nỡ nào nói cameo. Không biết có hiểu chữ cameo là gì không. Thật sự cameo sao được, nữ chính luôn rồi. Cameo chỉ là tức là xuất hiện lướt qua. Đúng rồi. Ừ, còn này người ta đóng nữ chính MV mà gọi là cameo. Trời, bởi vậy tức quá viết status luôn là đồng như ý thế. Đồng ý luôn. Cái cảm giác mà xem cái MV này ở rạp nó khác với ở nhà nha. Tại vì á, chị xem ở rạp là chị ồ wow lắm. Nhưng mà về nhà mình mở máy tính mình coi vẫn thấy ok nha. Nhưng mà cái FV nó rõ ràng là không thể nào mà bằng 7.1 WPS mod được hết. Đúng rồi. Thành ra chị nghĩ là nhiều người sau khi xem MV này cũng sẽ hơi ngạc nhiên là ủa tại sao mấy người họ báo MV này làm gì mà đứng lên vỗ tay mà rần mấy phút. Trong khi tôi xem tôi thấy cũng hay mà đâu đến mức đó đâu. Thì tại vì mình chỉ xem ở trên một cái máy tính rất là bình thường. Đồng ý, đồng ý. Chưa kể là cái phần MV nó khác phần audio ở chỗ là nó dài thêm, nó có thoại, nó có âm thanh, đồ drama, đồ này nọ nữa. Làm cho mình cảm giác là cái MV nó có độ nhấn nhá nhiều. Nhưng mà khi mà nghe bản audio thì Kim Thanh thấy là nó không khác biệt quá nhiều đó. Thành ra đó sẽ là một cái thiệt thòi cho cái bài này đó. Đó. Em á bây giờ là cứ xem MV xong là em nghe audio. Và bởi vậy em mới nói với chị luôn á là làm kiểu gì thì cái audio đó nó cũng không thể nào bật lên như là cái MV đồ. Hơi tiếc. Mà chưa kể cái ngày ra MV lại là có một cái sự kiện khác nó xảy ra. Mà đối với một nghệ sĩ là 24 tiếng đầu là nó rất là quan trọng. Nếu mà không có một cái tạm gọi là cái lùm xùm của một ca sĩ khác đi thì cái độ bàn tán của sản phẩm này nó sẽ tạo nên cái hiệu quả nhiều hơn. Em vẫn nghĩ là ví dụ như ở trên Facebook của chị em mình thì toàn là người trong giới thôi, thì cái chuyện là xe tấp nập là không có gì bàn rồi. Còn cái hiệu quả của khán giả bình thường á thì đúng như chị Kim Thanh nói á, cái MV này á cần phải tập trung xem. Ở ví dụ rạp chẳng hạn thì nó sẽ cảm nhận được hết. Còn ví dụ mà ngồi mà lơi khơi mà vừa xem mà vừa nói chuyện hay vừa bà tám, hay là thậm chí là ngồi ở trong quán cà phê xem chẳng hạn, thì rõ ràng là cái hiệu quả của nó sẽ không thể nào bằng việc là chị tập trung xem như ở trong rạp. Với lại một phần nữa em vẫn nghĩ là bởi vì cái bài hát này nó vốn đã được ra mắt rồi. Và nếu mà nói về mặt audio thì ví dụ như là riêng cái phần audio của Sáng Mắt Chưa, cho dù chị bỏ cái MV ra, cái audio nó vẫn rất là xuất sắc. Còn cái audio này cũng hay nhưng mà nó đã quen rồi, thành ra là với cái đề tài này á, chuyện yêu đương thì nó cũng không phải là cái gì đó giống như là Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa. Cái này nó vẫn là tình yêu, một cái mà nhiều người quan tâm thôi. Bởi vậy nói chung là mình cũng khó có thể nào phân tích hết được. Nhưng mà em vẫn nghĩ là việc đầu tư cho một cái bài hát mà đã ra mắt audio rồi á, nó cũng rất là feel. Mà mình nghĩ là chắc là bản thân là do Trúc Nhân cảm thấy là quá là hứng thú với có không giữ mất đừng tìm và có những cái idea quá là tốt, nên là Nhân không muốn bỏ qua. Và chắc là yếu tố lớn vẫn là vì dịch nên là cái MV này nó đã bị ra quá trễ. Chứ nếu mà nó mà ra sớm chừng 2 năm thì đó là một câu chuyện khác rồi. Chị cũng nói thêm là cái phần mà Miu Lê mà lấy chìa khóa lại trong tay Trúc Nhân, cái cảnh trong thang máy cũng rất là xuất sắc. Nó xuất sắc chỉ sau cái cảnh đầu thôi. Đó, cảnh đó thực sự thú vị. Và mình thấy rõ thêm một yếu tố nữa là Trúc Nhân là đi tập gym rất là chăm chỉ. Cho nên là phần vũ đạo làm như thế nào cũng phải khoe được vòng ba nóng bỏng của mình. Nói chung là em quá là thích về mặt ý tưởng, ý đồ, dàn dựng, góc máy và cái nhịp điệu của các MV. Nó rất là nhanh luôn. Mà trời ơi, coi như là từng hành động nó đều bắt ăn với lại từng cái nhịp của bài hát đó. Nên là nếu như mà thật sự mà gọi là xem cái MV này thì quá đã đời luôn. Và chịu chi nữa, nguyên căn hộ chung cư người ta chứ ít gì. Nhưng mà có lẽ là Trúc Nhân sẽ chọn cái con đường là ít ra MV nhưng mà ra MV sẽ chất. Nhưng mà Trúc Nhân cũng bắt buộc phải như vậy, vì thế mạnh của Nhân là người ta nhìn vô người ta thấy một cậu chàng lém lỉnh, nhiều ý tưởng, nhiều sự sáng tạo và luôn luôn làm cho người khác bất ngờ.
Chứ mà bây giờ mà nhân mà nếu mà lại ra một bài ballad thì nó lại là một câu chuyện khác. Thì đó sẽ là một áp lực cực kỳ lớn cho rất nhân lớn, rất lớn. Và nó có thể dẫn tới một cái trường hợp là nhân với Trấn Thành chơi chung, cùng chung quản lý và giống nhau ở cái chỗ là khó quá, đòi hỏi nhiều quá, điên rồ quá, rồi sau này là tự ráng mà ôm hết tất cả các thơ nghe, chứ không ai làm theo kịp, đáp ứng kịp đâu nha. Đâu phải chỉ có sắp tới chị, bản thân bài này hay là những bài trước thật bất ngờ là cũng ôm hết tất cả rồi còn gì nữa. Không, ý là mai mốt tự làm luôn á, người ta không chịu làm luôn á. À, giống như là giống như Đinh Hà Uyên Thư, mai mốt hết dám nhận luôn đúng không? Đúng rồi. Như vậy nếu mà để chọn bài hát trong tuần này thì Minh chọn thế nào đây? Nếu mà chọn audio thì em sẽ chọn Phải Chi Lúc Trước Anh Sai. Nhưng còn nếu mà chọn MV tất nhiên có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Tạm tạm đồng ý với chị Minh đi. Chứ cũng khó cho tuần này quá. Ồ, vậy là đúng rồi. Hợp lý rồi chị ơi. Vâng, cảm ơn các thính giả ngày hôm nay đã lắng nghe chị em chúng tôi chém gió. Và hy vọng là tuần sau Diệu Minh sẽ mang đến nhiều không khí khác lạ nữa cho mọi người. Dạ, hy vọng là tuần sau chúng ta có thể gặp lại Châu Đăng Khoa. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.